Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn. Cơ quan khí tượng đánh giá, miền Trung đang đối mặt với nguy cơ mưa cường suất lớn, gây ra lụ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Cạnh đó là tình trạng ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Sau ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024, mưa lớn ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt mưa lớn. Trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tập trung nhiều ở các tỉnh Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Trước dự báo mưa rất lớn ở miền Trung trong 10 ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi 6 bộ 13 tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Nội dung văn bản cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tức bão Trà My, khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 1.000mm, như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, 1.500mm, Hồ Sông Thai, tỉnh Quảng Bình, 1.250mm, gây ngập lụt diện rộng. Trong thời gian tới, mưa lũ ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh thành, các bộ nêu trên khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, ra soát, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kiểm tra các biện pháp, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định. Chiều ngày 31 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tới báo chí về tình hình thời tiết những ngày tới. Ông Khiêm cảnh báo trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2024 có nhiều loại hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta. Thứ nhất, ở vùng biển phía nam biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp gây ra tình trạng mưa rông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và nam của biển Đông. Không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thứ hai, những ngày tới nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, cường độ mạnh nhất là từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển tăng cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Trên đất liền, trong giai đoạn từ khoảng ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Trung Bộ có thể có đợt mưa đặc biệt lớn. Nguyên nhân mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, cộng với đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Ông Khiêm nhấn mạnh đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn. Ngoài ra, theo tính toán thì với tác động của không khí lạnh và nhiễu gió đông cũng ảnh hưởng mạnh đến thời tiết của các tỉnh miền Bắc, khiến cho khu vực Bắc Bộ từ khoảng đêm ngày 4 tháng 11 trở đi có thể xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2024-2025. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1 tháng 11, đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Vùng núi từ 15 đến 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày đầu tháng 11, nhiệt độ cao nhất Hà Nội duy trì ngưỡng 32 độ C, trời ít mây, không mưa. Ngày mùng 2 tháng 11, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này giảm khoảng 4 độ C sau khi đón đợt không khí lạnh tăng cường, cao nhất 28 độ C và tiếp tục giảm dần từ 1 đến 2 độ C trong 2 ngày sau đó. Từ ngày mùng 5 tháng 11, sau khi đón thêm đợt không khí lạnh, Hà Nội trời chuyển mưa rét. Nhiệt độ các ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 11 dao động ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ C và tăng nhẹ trong các ngày sau. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Cơ quan khí tượng dự báo năm nay không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12, gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, giống như các năm trước. Siêu bão Công Ray cơn bão lớn nhất kể từ năm 1996 đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc gây mưa lớn, mất điện, khiến 13 huyện, thành phố ở Đài Loan đã sơ tán hơn 9.000 dân. Cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, CVKA cho biết, siêu bão không dây đổ bộ vào huyện Đài Loan ở đông nam hòn đảo với sức gió cực đại gần 251 km trên một giờ, bán kính bão gần 320 km. Theo Trung tâm Khoa học, Công nghệ, giảm thiểu thiên tai của hòn đảo, đây là siêu bão lớn nhất từng tấn công khu vực kể từ năm 1996. Nhiều video cho thấy, do lớn cuột ngã cây cối, trong khi sóng lớn ập vào bờ ở nhiều địa phương. Trong khi bão không rây đang quét qua Đài Loan, một đoạn video đã được đăng trên mạng xã hội và được chia sẻ nhanh chóng cho thấy một cột gió và mưa rất lớn ở huyện Hoa Liên. Ban đầu, chi nhánh của Cơ quan Thời tiết Trung ương CVKA Đài Loan, Trung Quốc ở Hoa Liên nói họ rất khó nhận định dựa trên đoạn video ngắn như vậy. Do video chỉ dài vài giây nên không thể nhìn thấy diễn biến rõ ràng. Trong video, có thể thấy một đám mây xám xịt kéo dài từ mặt đất đến bầu trời có hình dạng như một cái phễu và nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời, không ngừng tiến về phía trước. Họ chỉ thấy mây thấp bị gió thổi đi rất nhanh ở gần mặt đất. Tuy nhiên, trong thông báo tiếp theo, văn phòng này cho biết, Trung tâm dự báo thời tiết của CVQA đã xem đoạn video và thấy chuyển động xoáy tương tự lốc xoáy. Do đó, CVQA không loại trừ khả năng đã có lốc xoáy dự báo không rầy, dù họ chưa xác nhận được hoàn toàn. Đoạn video do một người dân địa phương quay đăng tải trên trang Facebook Hoa Liên hôm nay chỉ dài 19 giây. Khi nhìn thấy video, hầu hết cư dân mạng Đài Loan đều than thở. Lốc xoáy thật đáng sợ. Lốc xoáy đừng đến đây. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Cục Khí tượng Đài Loan Trung Quốc cho biết, dựa trên số liệu có hiện tượng xoay vòng, không loại trừ khả năng xuất hiện hiện tượng vòi rồng. Các chuyên gia khí tượng cho biết thêm rằng, những đám mây đối lưu mạnh lần lượt đi qua thị trấn Tú Lâm gây ra gió mạnh và mưa lớn. Trong khi đó, một số người dân đăng trên Facebook xã Vạn Vinh, cũng thuộc huyện Hoa Liên, mô tả thảm cảnh toàn bộ con đường bị đất đá cuốn trôi, lập tức biến thành sông chảy quần quận. Trong đoạn video, có thể thấy tốc độ của dòng nước bùn khá dữ dội, khiến người dân địa phương không thể di chuyển. Người dân địa phương nói rằng, lần đầu tiên trong đời thấy cảnh tượng như vậy, bão mạnh đã gây ra cấp 67 tại huyện Đài Đồng. Chuyên gia khí tượng Trương Minh Điền nói với tờ Etoday rằng, thực sự nằm ngoài thang xếp hạng khi trên thực tế gió giật còn cao hơn mức 17. Ông mô tả gió do không rây tạo ra là những cơn gió mạnh khủng khiếp. Theo tờ Mirror News, M News, sóng lớn cao 10 m ập đến dọc bờ biển Đài Đông, mưa lớn kéo dài ở phía Bắc và Đông Đài Loan, đặc biệt là mưa rất lớn tại các khu vực núi ở Hoa Liên, Nghi Lan và Đài Đông, cùng mưa lớn ở các vùng đồng bằng phía Đông. Các nhà khí tượng học cho biết, lượng mưa trong một năm đã chút xuống một số khu vực tại tỉnh Valencia, Tây Ban Nha trong vòng 8 giờ, gây mưa lũ lớn. Cảnh tượng như tận thế, nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, nhiều người bị mắc kẹt, xe cộ bị cuốn trôi chất chồng lên nhau thành từng đống, cầu bê tông bị xô đổ trong dòng nước. Đây là đợt lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha từ năm 1973, khi ít nhất 150 người được ước tính thiệt mạng tại các tỉnh đông nam của Tây Ban Nha, tính đến hết ngày 31 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng ông Margarita Robes cho biết Quân đội bắt đầu tìm kiếm nạn nhân và người sống sót tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong ngày 31 tháng 10. Lũ lụt bực nhiều chuyến tàu trên các thành phố Madrid và Barcelona bị hủy, các trường học cùng dịch vụ thiết yếu khác đã bị đình chỉ ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Công ty điện lực IDE cho biết khoảng 150.000 khách hàng tại Valencia bị mất điện. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trên X rằng châu Âu đã sẵn sàng giúp đỡ Tây Ban Nha, những gì chúng ta đang chứng kiến ở Tây Ban Nha thật tàn khốc. Người dân cho biết trước khi thảm họa xảy ra Lúc trời mới đổ mưa, ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã cầu mưa rất lâu sau thời kỳ khô hạn. Nhưng tới 12 giờ, cơn bão bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng, ai cũng lo sợ. Nước dâng cao mang theo bùn lầy, đất đá chảy mạnh tới nỗi làm vỡ mặt đường. Remedios nói, đường hầm dẫn vào thị trấn ngập bùn đất, cây cối đổ dạp, xe cộ và thùng rác bị cuốn trôi xuống phố. Hiên nhà ngoài trời của tôi bị phá hủy, ghế và mái tre bị cuốn trôi, đúng là thảm họa. Một người khác cho biết, họ chưa từng chứng kiến điều gì kinh khủng thế này trong suốt cuộc đời. Thị trưởng Utien Ricardo Gabadon chiều 30 tháng 10 cho hay, một số người trong thị trấn thiệt mạng nhưng chưa thể thống kê con số chính xác. Chúng tôi như chuột trong bẫy, ông nói. 29 tháng 10 là ngày tồi tệ nhất trong đời. Xe cộ và thùng rác trôi ra trên phố, nước dâng cao tới 3 mét. Những ai di rời được lên vùng đất cao hơn đều có thể sống sót. song một số người già thậm chí không thể mở cửa trước và họ không tìm được lối thoát trong chính căn nhà của mình. Cư dân La Torre ở ngoại ô thành phố Valencia cũng chứng kiến cảnh tương tự vào sáng 30 tháng 10. Khu phố đã tan hoang, tất cả xe ô tô đè lên nhau, mọi thứ đều đổ nát hoàn toàn và phải vứt bỏ, không sử dụng được nữa, bùn sâu gần 30 cm. Trong khi đó, một ủy viên hội đồng thị trấn Ribarosa cho biết, có những công nhân bị mắc kẹt trong một khu công nghiệp nhưng không thể giải cứu được họ vì nước sông đã tràn vào bờ. Hãng tin BBC dẫn lời Serrano Pedro, 21 tuổi đến từ Parota, gần Valencia nói, khi nước bắt đầu dâng lên, nó ập tới như một cơn sóng thần vậy. Khi lũ quét xảy ra, Pedro đang lái xe trên đường cao tốc cùng bố mẹ nước tràn vào xe và họ phải tìm cách trèo lên cầu, bỏ lại xe trước cơn thịnh nộ của nước lũ. Mặc dù mưa lớn đã tấn công Valencia trong nhiều giờ, nhưng nhiều người đã không kịp trở tay trước sức mạnh của lũ lụt. Hơn 1.000 quân nhân đã được triển khai tới Valencia để đối mặt với những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robert mô tả là hiện tượng chưa từng có.